Xin chào tất cả mọi người và anh em thợ máy. Đây là chiếc xe Leaf 125. Hiện tại con này bây giờ đang là không có chỉnh gang ti cho mọi người nhé. Và mình kiểm tra thông số ở trên cái máy của mình thì hiện tại bây giờ vòng đua máy nó đang báo cao. Và khi nó báo cao thì đa số là anh em chỉnh con vít gió ở đây, tháo hào ga, vệ sinh họng ga và chỉnh lại cái vít gió thì nó sẽ được. Nhưng hiện tại con này của mình đã cài lại chế độ cao, vệ sinh họng ga và chỉnh cái vít gió này nhưng không có tác dụng cho mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào đọc thông số hiện hành để cho anh em cùng tham khảo. Và nếu mà anh em cảm thấy cái video này của mình nó có ích thì mọi người nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ với mình. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì con này ở đây khi mình vào mình kiểm tra thông số của nó nha mọi người. Cái này của mình, cái thông số của nó thì tất cả thông số bình thường, nhưng có vòng tua động cơ nó đang báo cao và nó báo đỏ ở đây này. Bây giờ mình sẽ vào kiểm tra cái phần trong một cái cách mọi người thì đa số đối với tất cả những cái máy chuẩn đoán ở ngoài hoặc anh em làm, đối với những dòng xe mà có chế độ dừng tạm thời Edition Top thì khi mà động cơ vòng tua máy của mình lên tầm khoảng 1.900 thì anh em cảm thấy bình thường. Nhưng đối với những cái phần mềm chuyên dụng của hãng thì nó sẽ báo nhé mọi người nhé, nó sẽ báo đỏ ở đây là xe của mình vòng tua máy đang có vấn đề, mình cần điều chỉnh lại. Thì cái mức không tải thấp nhất của nó sẽ nằm ở mức không 1.600 và cao nhất là 1.800. Thì hiện tại con này đang làm tầm khoảng 2.000 vòng trên phút thì nó đang cao hơn mức bình thường mọi người. Đây là xe của mình sẽ báo lỗi này, tất cả các cảm biến đều làm việc ở đây, thì có cảm biến TP, cảm biến ECT, cả O2 và tiêm phun thì tất cả các cái đều làm việc bình thường. Thì bây giờ mình sẽ trở ra ngoài để kiểm tra những cái cảm biến khác thì xe nó có làm được bình thường hay không và tại sao, nguyên nhân gì mà cái vòng tua của mình. Bây giờ mình sẽ chỉnh thử cái vòng nhé mọi người nhé. Bây giờ này, mình sẽ chỉnh ra chỉnh vào cho mọi người cùng tham khảo. Vòng ra này và mọi người đẩy cái vòng tua máy ở đây này, nó không có thay đổi nhé mọi người nhé, vẫn tầm khoảng 1.900 vòng, nó không có thay đổi. Bây giờ mình vặn hết cỡ vào luôn này, mọi người đẩy này, mình vặn hết cỡ vào luôn, mình vặn kịch luôn nhé mọi người nhé. Rồi kịch cỡ rồi nè mọi người, mình đã tăng kịch rồi. Thì mọi người để ý không, vòng tua máy của nó vẫn như vậy nhá, vẫn sấp xỉ 2.000 vòng trên phút, không có thay đổi, không có thay đổi nhá mọi người nhá. Rồi ok, thì cái nguyên nhân chính của nó là bị ở đây. Anh em để ý ở đây này, đây là tốc độ động cơ hiện tại bây giờ đang làm 2.001 vòng, 2.000 vòng trên phút này, 2.001 này. Cảm biến nhiệt độ, cảm biến ECT của nó lên áp đang là 0.5 độ, là 0.5 V này, ok này. Nhiệt độ động cơ bây giờ đang là 94 độ C này. Và cái cảm biến hiện tại của cảm biến IET mọi người để ý đây này. Cái điện áp cảm biến IET lên đang cao nhá mọi người nhá, 3.6 V luôn. Và hiện tại cái nhiệt độ cảm biến IET có 10 độ. Thông thường khi mà động cơ lổ nóng máy hoặc chưa lổ nóng máy thì cái nhiệt độ của nó phải bằng nhiệt độ môi trường. Thì thấp nhất con này bây giờ nó phải làm trên 30 độ, nhưng hiện tại con này bây giờ đang làm có 10 độ. Lên xe cái điện áp lúc nào cũng tăng và cái nhiệt độ thấp như này thì sẽ dẫn đến xe của mình chạy bị hao xăng và chạy ga lăn đi ga đầu, sẽ không có ngon nhá mọi người nhá. Cái gang tí nó sẽ không đều và không ổn định chứ không phải là không ngon. Thì ngày xưa khả năng là một là cái cảm biến này nó có vấn đề, hai là anh em đã can thiệp vào con điện trở IET này mục đích để tăng xăng để cho nó hụt chịu hụt ga đầu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái cảm biến IET xem là có phải là anh em đã can thiệp vào đấy không hay do hỏng cảm biến IET nhá. Thì cái cảm biến IET đây vừa mình đã tháo cái trụ cao su của nó ra mà mọi người để ý thấy này, ở trên này đã anh em đã đấu nối 100% ở trong này là có điện trở rồi nha mọi người nhá. Nên là khi mà con công điện trở vào đây thì cái cảm biến IET của mình nó sẽ gửi thông số không chuẩn và nó sẽ báo sai về con ECM. Nên là lúc nào con này cũng ở trình độ có nhiệt độ thấp và điện áp cao thì xe của mình nó sẽ phun xăng nhiều và để cho nó chịu cái đầu. Nhưng mà ngược lại thì những cái giải như là cái vòng tua máy của mình nó sẽ làm việc không ổn định cho mọi người nhá, ga lăng ti của mình cũng sẽ không có chuẩn được. Thì bây giờ kể cả con này mình sẽ lấy hết cái vít gió này ra, lấy hết ra này, ok mọi người cứ đẩy lên đây mình lấy hết ra gạt hết rồi nhé mọi người nhé. Mọi người cứ để đây cho mình này. Thì cái vòng tua máy ở đây hiện tại bây giờ nó cũng không có thay đổi nhé mọi người nhé, nó vẫn dao động ở mức 2.000 đến 2.001 nhé mọi người. Thì đấy là cái nguyên nhân lý do tại sao là không chỉnh được gang ti.
và cái ga găng ti của mình lúc mà về ga nó sẽ lên ga và giảm ga, và găng ti của mình nó sẽ không ổn định và găng ti của mình không chỉnh được. Trong cái trường hợp nếu mà anh em có máy chuẩn hóa, có máy đồng đỗ thì anh em có thể nhìn ra được cái điện áp của cảm biến của cái thông số của cái nhiệt độ cảm biến IET này. Nhưng đối với những anh em thợ không có máy chuẩn đoán, không có phần mềm thì anh em chỉ cần đo tất cả các tín hiệu điện áp khi động cơ nóng máy lên là anh em có thể kiểm tra được cái thông số trên xe làm được bình thường hay không. Thì mình làm cái video này để chia sẻ với tất cả những anh em thợ nào mới vào nghề, chưa có đồng hồ chuẩn đoán, chưa có máy đọc lỗi, thì anh em có thể tham khảo cách này để anh em kiểm tra sửa chữa và anh em loại trừ. Thì nếu mà anh em cảm thấy video này của mình có ích và nó hay thì anh em nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ kênh chúng mình. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tắt chìa khóa đi và mình cắt con điện trở ra và mình xem cái vòng tua máy xem nó có thay đổi không. Và tiếp tục mời anh em quan sát vào video. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái chìa khóa này đi, tắt chìa khóa điện này đi và mình sẽ cắt con điện trở ra và mình đấu nối lại. Anh ơi, hộ anh Pháp. Em rút cái này ra, em cấu cắt đôi con dây, cây dây này ra, em đấu ra trực tiếp vào cho anh em ạ. Con này bây giờ găng ti đang không chỉnh rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái con điện trở này ra và mình đấu lại nha mọi người, để xem là cái vít đó của mình đã chỉnh được chưa. Nếu trong trường hợp không chỉnh được thì mình sẽ cài đặt số liệu cao và reset cái xe lại một lần nữa. Và trong cái trường hợp, rất là nhiều trường hợp mà khi mà anh em làm tất cả rồi mà găng ti mình không chỉnh được, thì ở cái video sau mình sẽ chia sẻ với anh em cách xử lý mất găng ti, cách lừa ga để mình chỉnh được găng ti khi mà mình làm đủ các kiểu rồi mà mình không tăng găng ti được, thì mình sẽ chỉ cho anh cách làm. Và bây giờ hiện tại trước mắt mình sẽ cắt cái con điện trở đi và mình đấu lại, trả lại lên cho em lắm. Anh em nào xem cái video này cảm thấy có ích thì nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là anh em ơi, ngày xưa đã có anh em xử lý ổ ga bằng cách là câu điện trở vào cảm biến IET nhé. Thì bây giờ thì anh em sẽ không câu vào IET nữa mà anh em sẽ tăng điện áp TB lên, không mất con điện trở mà cũng không mất công đấu nối cắt dây nha mọi người nhé. Anh em chỉ cần việc câu tăng điện áp TB lên là được. Thì đây là cái cách ngày xưa rồi, có anh em thì câu vào nhiệt độ, có anh em thì câu vào IET. Thì thật ra này chạy nó xử lý được ok nhưng mà xe chạy sẽ không ngon, găng ti sẽ không ổn định nhé mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đổ máy lại, em máy bóp anh em. Rồi bây giờ mình cắt ra, mình ra vào cho mình sẽ kết nối với xe lại. Rồi hiện tại con này vẫn đang là 2100 vòng trên phút, 2000 vòng trên phút. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái tiết gió xem cái mình sẽ điều chỉnh lại cái tiết gió này xem là cái vòng tua của mình nó có xuống được không. Mọi người quan sát vào cái vòng tua máy nhá. Rồi con này bây giờ hiện tại là mình vặn cái gió vào gần hết rồi nhưng mà không thấy vòng tua nó xuống. Thì bây giờ mình sẽ cài chế độ cao lại nha mọi người nhá. Anh ơi, rút cái răng ra cài độ cao cho anh có. Bây giờ mình sẽ rút cái rắc ra và mình cài lại chế độ cao. Các bạn đang rất là nhiều chương trình, chờ bạn tí đang quay lúc cái video. Có xe là đang tranh thủ làm video chia sẻ với anh em. Rồi cài chế độ cao thì anh em cũng chia sẻ với anh em rồi. Thì trước tiên anh em tắt khóa đi và ghi lại cái jack DLC. Anh em bắn hết tay ga đi, bật khóa điện, bật khóa điện đi. Đi bật điếu điện lên, nhà biết đi nó sáng thì anh em nhả tay ga ra, hết tay ga ra. Con này hiện tại bây giờ đang có mã lỗi, như này mình sẽ không cài chế độ cao được. Và bây giờ mình rồi em bật khóa lên lại cho anh em, được bật khóa lên lại. Rồi ok, mình nhả tay ga ra. Rồi chứ em giờ chứ. Rồi ok, em rút cái kia ra cho anh em cắm lại kia. Khi cài chế độ cao thì mọi người im rắc DLC lại nhá, tắt khóa điện đi và kéo hết tay ga lên.
và ghim bật chìa khóa lên, và khi nào đèn FI nó nhấp nháy thì mọi người nhả tay ga ra, và khi mà cài đặt thành công thì cái đèn FI của mình sẽ chớp nháy đều. Mình cài đặt thành công rồi, bây giờ mình sẽ vào kiểm tra và đọc lại một lần nữa. Anh Cường bóp em cái phanh ấy. Rồi ok. Rồi khi mình cài chế độ cao xong thì cái anti bây giờ đang nổ rất to nhá, bây giờ mình sẽ điều chỉnh nó lại. Rồi ok. Rồi anh em để ý thấy này, vòng tua máy của mình bây giờ đang giảm dần nhé mọi người nhá. Rồi ok. Mình sẽ chỉnh về thông số chuẩn, nó là dao động trong vòng 1600 đến 1700 thôi. Ok. Nhưng mọi người đã thấy này, vòng tua máy của mình bây giờ cái giá trị vòng tua máy này bây giờ nó đã về tầm khoảng 1600, đúng cái thông số của nó là sẽ nằm ở mức không tải thấp nhất là 1600 đến 1800, thì mình sẽ chỉnh cho nó ở trong cái giải 1700 để xe vòng tua của mình nó không bị có lỗi. Khi mà anh em can thiệp vào bất cứ một cái cảm biến gì ở trên xe, khi anh em làm xong này anh em phải reset nó lại nhá và cài chế độ cao lại để thông báo cho con ECM nó biết là vừa mình đã sửa chữa những gì để cho nó lập trình lại nhé. Rồi mình sẽ để cái mức tầm khoảng 1600-1700 như này là ok nhé mọi người. Rồi thông số mình bây giờ đã về làm ở mức tầm khoảng 1600 nhé mọi người nhé. Và cảm biến IT của nó bây giờ đang là 48 độ C này mọi người. Và cái điện áp của nó là 1V8 nhá. Khi mà động cơ nổ nóng máy lên và cái cảm biến nhiệt độ này tầm khoảng 40 độ trở ra thì cái điện áp này sẽ làm ở mức 1V8-2V. Nếu trong cái trường hợp mà nó cao, cái điện áp nó cao và cái nhiệt độ, cái vừa điện áp nó cao và cái nhiệt độ nó thấp thì mọi người cần phải kiểm tra. Một là hỏng cảm biến, hai là anh em đã can thiệp vào nhá, thì mọi người cần phải tiến hành kiểm tra sửa chữa. Rồi ok, mình xin kết thúc cái video tại đây. Và nếu mà anh em cảm thấy cái video này của mình có ích thì mọi người nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ kênh giúp mình xin cảm ơn tất cả mọi người. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Xin chào tất cả mọi người.